Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình cũng xin giới thiệu với các bạn về một cái ban mà cái máy trên tay mình nó bị mắc phải. Trên tay mình hiện giờ là cái máy Samsung A6. Đó, hiện tại bây giờ cái máy của mình bị dính cái ban cắm sạc không báo gì. Đó, bây giờ mình cắm sạc rồi. Trơ trơ nó cũng không có biểu hiện gì hết. Đó. Bây giờ mình khởi động máy thì nói chung là vẫn lên nguồn bình thường mà cắm sạc nó không báo gì. Để các bạn chờ cho máy nó khởi động trong ít giây. Đó, máy thì lên nguồn rồi mà ở đây mình cắm sạc mà em nó cũng không có tín hiệu gì là của biểu tượng sạc. Thay vì mình cắm sạc thì ở đây nó có một cái tia chớp báo sạc ở đây, ngay cái cục pin màu trắng nhỏ này. À, ở đây cái máy này nó đang bị cái bệnh cắm sạc không báo gì. Đây là cái máy Samsung A6. Thì bây giờ mình cũng không nói nhiều, mình sẽ tháo cái máy này ra và kiểm tra để điều trị cho cái máy Samsung A6 này. Tắt được cái màn hình ra. Vậy là mình đã tháo được cái máy cái sườn ra khỏi cái vỏ. Bây giờ mình tháo ra để mình kiểm tra coi thử cái máy này nó bị những cái linh kiện nào, bộ phận nào nó bị lỗi, bị hư thì mình phải kiểm tra để xác định được vị trí những con linh kiện nào đã bị hư. Sau khi kiểm tra xong thì mình sẽ biết được những cây linh kiện nào cần phải thay thế. Sau quá trình mình kiểm tra và xác định được vị trí cái bộ phận đã bị lỗi tạo nên cái ban không sạc được, thì đây là cái con IC này nó đã bị lỗi nè. Con IC này đó, con này đã bị lỗi, tạo ra lỗi. Cắm sạc vào thì nó ấm ấm nóng nóng. À, đây diện mạo của em này cần phải thay thế này, là con này.
Đó, đây là cái màn máy của cây Samsung A20. Mình lấy cái con IC sạc từ vị trí con IC sạc của cái máy A20 cái này để mình qua mình thay cho cái máy A6. Thì cái máy A6 và cái máy A20 này nó chạy chung con IC sạc này. Thì đây là vị trí mà mình đã lấy con IC sạc này, mình đã đem qua ráp cho cái A6. Đây là vị trí của cái con IC sạc nằm trên cái máy A20. Ở đây thì mình đã thay thế em nó và đã ráp vô hoàn thiện cho em nó vào vị trí cũ của em nó. Đó. Thì qua đây thì mình đã thực hiện thay thế cái con IC sạc. Các bạn ai mà chưa gặp cái ban này thì qua cái video của mình thì các bạn có thể tham khảo để mà xử lý cho nó nhanh hơn. Bây giờ là mình tiến hành mình ráp vào máy để cắm sạc cho em nó kiểm tra lịch cuối tử như thế nào. Để cho máy nó khởi động rồi mình cắm sạc vào thử. Mình cắm sạc. Máy đã báo sạc. Ở đây thì trên cái góc màn hình này thì có cái biểu tượng của cục pin và đã có hiện cái tia chớp lên. Thì mà tia sét chớp biểu tượng của sạc pin. Đó, các bạn nhìn thấy rõ. Nãy mình cắm sau trước khi mình chưa tháo máy chưa điều trị cho em nó thì cắm nó cứ im ru, không có biểu hiện của sạc pin. Bây giờ mình cắm sạc. Máy giờ đã sạc ngon lành. Thì như thế thì qua cái đây thì mình cũng giới thiệu cho các bạn cái ban bệnh của cái máy Samsung A6 bị bệnh cắm sạc không báo gì. Thì đó thì mình đã thực hiện thành công cho điều trị cho cái bệnh cắm sạc không báo gì của cái máy Samsung A6. Cắm sạc. Video mình chắc có lẽ đến đây mình cũng kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn thành công. Video mình xin phép được kết thúc. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.